Rồi hôm nay mình sẽ sửa tiếp về cái phần mà bài tập ví dụ của cái video về cái phần xác định lập thể của sản phẩm phần cộng và phần tách. Thì ở đây anh đã đem qua Camtasia những cái chất mình đã viết rồi ha. Ở đây các bạn sẽ thấy là 3 đi methyl wood 1N một phenyl propen và một cái chất này thì anh đã copy qua hết rồi. Bây giờ thay vì vẽ một cái mô hình mới thì anh sẽ vẽ các bạn một cái anh lấy cái mô hình cũ của mình ha. Đây là phần cộng, phần cộng đây rồi thì anh sẽ lấy đúng cái mô hình này và đem qua đây. Rồi mình sẽ dựa trên cái mô hình này mình xác định thì nó đơn giản hơn và đỡ tốn thời gian hơn ha. Thì để quy nó về đây thì anh sẽ đặt mắt nhìn ở phía đây, anh sẽ đặt mắt nhìn ở phía bên hướng này ha các bạn. Thì nếu mà đặt mắt nhìn được hướng này thì mình sẽ thấy rằng là trước mắt các bạn vẫn là hai cái hydro, nhưng mà đằng sau các bạn là một cái hydro, một thằng R, R bự. Thì thế hết tất cả nhóm CH3 này thành nhóm R thì các bạn sẽ có được cái sản phẩm chính của mình ha. Cái sản phẩm chính của mình nó là như thế này, đơn giản thôi ha. Các bạn vẫn thu được hai cái đầu phân là RS, tại vì thật ra thì cái cách xác định của nó không có khác gì so với lại cái trường hợp của propen hết ha. Nhưng mà có một chuyện là nhóm R này nó lớn hơn nhiều so với nhóm CH3, cho nên là cái ở trong trường hợp này á thì cái sản phẩm của nó thì các bạn đôi khi các bạn thấy là nó có nhỉnh hơn một chút về phía bên trên ha. Rồi vậy thôi, rồi giờ mình đi tiếp. Đối với cái chất ở dưới thì bây giờ các bạn có hơi phức tạp hơn một tí rồi, là không phải là hai hydro với là một nhóm thế nữa, mà ở dưới này các bạn có một bên là nhóm phenyl, một bên là cái nhóm CH3. Và bây giờ hai cái nhóm này nó khác nhau một tí. Bây giờ anh để lên đây là bên CH3 đi ha, không, đằng sau là phenyl, ở đằng trước là nhóm CH3. Thì nhìn là nhìn từ cái hướng này các bạn, nhìn thấy các trục này nè, nhìn từ bên đây qua cái CH3 nằm ở phía trước, bên tay phải phenyl đối lập với nó là đây ha. Rồi thì khi mà cộng với lại VR thì các bạn sẽ có những cái chất tương tự như thế này ha. Ở đây là phenyl, R đổi thành phenyl hết. Thì các bạn sẽ có cái chất của mình như thế này. H này CH3 nằm ở đây và đây CH3 nằm ở đây. Bây giờ thì cái chất sản phẩm của mình đó, đó là hai cái đồng phân khác nhau. Và nhiệm vụ của các bạn phải xác định được đồng phân RS của thằng này là những cái gì ha. Thì đối với cái chất ở phía trên này thì đây, từ đây VR nó sẽ ưu tiên nhất, tới chất bên đây là ưu tiên nhì. Thì ở đây mình sẽ có là có hình S nhưng mà hydro nào ở phía trước cho nên đổi thành R. Còn bên kia thì các bạn sẽ có là cái hướng nó quay theo hướng này S ha. Thì ở đây mình sẽ có là một R 2S. Không cần xác định thì các bạn cũng biết ở dưới nó sẽ là 1S 2R ngược lại với lại cái công thức ở trên thôi ha. Rồi, thì ở đây là mình đã sửa xong hai bài rồi. Thì mình đi tiếp tới cái bài thứ ba. Thì ở cái bài thứ ba anh cũng copy từ trên xuống luôn. Thì cái bài thứ ba cũng tương tự thôi các bạn. Là ở đây mình sẽ có hai cái nhóm này, hai nhóm này là hai nhóm isopropyl, là hai nhóm R giống nhau ha. Thì anh cho nó là hai cái R ở đây. Thì tất cả nó sẽ H3 phenyl anh đổi thành R hết. R R rồi CH3 R R R. Thì ở đây các bạn thấy á, bây giờ hai cái carbon bắt đối này giống nhau. Giờ mình xác định thử coi cấu hình của nó như thế nào ha. Thì ở chất đầu tiên nó vẫn là một R và ở đây thì nó vẫn là S. Thì nó vẫn là R và S. Ở dưới đây các bạn sẽ có S và R. Ở trong trường hợp mà hai cái carbon bắt đối giống y chang nhau, một cái RS một cái SR thì sao các bạn? Ở đây là trường hợp đồng phân meso ha. Thật ra thì hai chất này nếu các bạn tính ra thì nó giống y chang nhau ha. Hai chất này là cùng một chất, đó là đồng phân meso. Thì đối với những cái dạng như thế này nè, những cái dạng mà đồng phân ơ như vậy mà các bạn thấy là hai cái nhóm thế nhá, hai bên giống nhau á, thì nó sẽ tạo thành cái sản phẩm cuối cùng là đồng phân meso. Như vậy là mình đã sửa xong cái phần bài tập của phần cộng rồi ha. Thì bây giờ mình sửa tiếp cái phần phần tách.
Thì cũng như hồi nãy thì anh đã copy cái đề bài của phần tách qua bên đây rồi. Thì về cái mô hình thì anh cũng sẽ lấy cái mô hình cũ trong cái video trước mà anh đã làm. Bây giờ anh chỉ sửa đổi số cái nhóm thôi. Thì bây giờ đầu tiên anh cũng lấy cái mô hình đó. Thì ở cái công thức này thì anh sẽ nhìn theo cái hướng này, theo cái trục này, các bạn sẽ được công thức DMN là gì? Công thức DMN của các bạn sẽ thu được là sẽ 3 ở phía trên. Rồi CL cho nó nằm bên đây ha, bên đây là H. Rồi phenin nằm đối diện với CH3, phenin nằm ở đây. Rồi ở đây sẽ là một cái hydro, ở đây là một cái CL. Rồi thì bây giờ để cái chất này tách á, thì bây giờ các bạn nhìn ha, nó có thể tách theo hai kiểu. Một là hydro ba kiểu luôn á, là hydro này, hydro ở carbon số 1 hoặc hydro carbon số 2 hoặc hydro carbon số 3. Nhưng mà thì anh sẽ hướng dẫn các bạn theo cái kiểu là nó tách hydro carbon số 2 thôi. Còn những cái hydro tách khác thì các bạn sẽ tự làm ha. Ở trong cái công thức này á, các bạn thấy là CL và hydro chưa có cái CL nào và cái hydro nào đối lập với nhau hết. Cho nên là mình phải di chuyển làm sao cho CL với hydro nó đối lập với nhau. Thì bây giờ từ cái cấu dạng này nè, mình di chuyển giả sử như CL đằng sau, đó là tách cái CL số 1 ha, thì CL nó di chuyển xuống đây, có CL nằm đây, cái đi nó nằm ở trên đây và hydro nó nằm bên đây này. Rồi ở cái cặp ở phía trước thì để cái hydro này nó đối lập với CL thì đây là hydro ha, và cái nhóm CL còn lại là bên đây. Ở đây thì cái nhóm này bây giờ nó là cái nhóm CH3. Rồi thì khi tách thì các bạn sẽ được cái nhóm CH3 ở đây, CL ở đây, phenin ở đây, rồi cái hydro ở đây. Đó thì cái sản phẩm cuối cùng mình sẽ thu được cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì không thể xác định sex trans, nhưng mà nếu mà xác định thì hai cái nhóm này nó nằm ở hai hướng đối diện với nhau ha. Rồi còn nếu như nó quay qua một cái cấu dạng khác thì sao? Ở đây nó là cấu dạng duy nhất mà nó có thể tách được rồi đó, còn hydro nào khác thì có cấu dạng khác mà nó tách được đâu, đúng không? Thì nó có thể quay qua một cái cấu dạng thứ hai để nó xác định, đó là tách cái CL ở vị trí số 2. Thì nếu mà tách cái CL ở vị trí số 2 hay bị tách sai xét á, thì bây giờ mình nhìn nè, tách CL ở vị trí số 2 thì CL nó sẽ nằm trên đây ha, H bên đây, CH3 đây. Ở phía dưới các bạn phải kéo cái hydro này sao cho nó xuống dưới cái chỗ vị trí phenin. Thì ở đây là hydro, thì phenin nó sẽ lệch qua bên tay phải. Nhóm CL còn lại nằm ở đây. Thì bây giờ khi nó tách cái này thì các bạn sẽ được là CL sau, H ở đây, CH3 ở đây, cái nhóm phenin như thế này. Đó. Rồi, thì nếu mà nhìn cái sản phẩm đó, thì bây giờ mình sẽ thấy là nếu tách CL số 1 thì mình sẽ ra được cái công thức ở trên, nếu tách CL số 2 mình sẽ ra được công thức ở dưới. Rồi thì nếu mà xác định EZ thì ở đây có thể xác định được EZ ha. Còn nếu mà xác định sex trans thì ở đây không có hai cái nhóm nào giống nhau hết, cho nên các bạn sẽ không xác định được sex trans ở đây. Rồi bây giờ mình đi tiếp. Nếu như các bạn có công thức ở dưới đây thì sao? Thì công thức này á, thì để chuyển nó thành cái dạng nếu men á, thì bây giờ mình sẽ thấy là nó CL này nó sẽ cùng phía với CL bên kia ha, là hai cái cùng nằm ở phía sau, H ở phía trước. Và thì anh cũng sẽ copy hết cái món này xuống. Rồi từ đây để tách được một cái HCL thì bây giờ hình ở trên anh cũng viết cho các bạn là tách HCL ở carbon số 1 trước ha. Thì tách HCL ở cộng số 1 thì CL ở cộng số 1 nó nằm ở đây, H ở đây nó nằm ở đây. Bây giờ mình kiểm tra lại vị trí ha. CL ở cộng số 1 nó nằm ở đây. Bên tay phải của CL nó sẽ là một cái hydro, bên trái của CL là một cái phenin. Ok, đúng, không khác gì hết. Tại vì thật ra ở cộng số 1 của hai thằng này nó không có khác gì hết này các bạn. Nó trên dưới không khác, cho nên là thật ra bạn không cần sửa cộng số 1 đâu. Ở cộng số 2 á thì bây giờ cái CL với lại cái CH3 các bạn phải đảo lại vị trí của nó lại. Thì bây giờ như thế này à, thì lúc này mới là cái chất đúng của mình. Vậy thì cái sản phẩm của các bạn sẽ ra được cái chất này. Vậy ha.
Rồi thì một cách tương tự ở cái chất dưới đây, tức là tách CL thứ hai á, thì các bạn cũng đã vị trí của H với CH3 thì các bạn sẽ được như thế này. Thì đây là hai cái sản phẩm mà các bạn sẽ thu được khi mà các bạn cho một SIS, một hydrochloro, một phenylpropan tách loại CL ha. Đó. Rồi. Thì anh chỉ nói tới đây thôi, anh không có nói đến cái chuyện mà nó tách loại cái CL nhóm CL thứ hai hay là tách theo phen ha. Thì ở đây nếu như tách loại CL thứ nhất thì anh sẽ ưu tiên tạo thành cái này. Và thật ra nó cũng chỉ có một sản phẩm tạo thành được thôi, nó không tạo thành được cái sản phẩm ngược lại ha. Rồi. Cái cuối cùng là cái này thì cũng tương tự như hồi nãy, để cho đơn giản sẽ copy cái này xuống ha. Rồi bây giờ từ cái này làm sao các bạn chuyển về công thức Newman. Thì ở đây á, nếu mà Newman á thì các bạn sẽ thấy là Newman nó nên có một cái gì đó nó đối lập với nhau, thì nó trồng lắp lẫn nhau á, xin lỗi. Thì bây giờ ở đây á, các bạn thấy là bắt buộc các bạn phải đổi cái gì đó rồi ha. Thì nếu như anh quay cái liên kết này nè, quay cái liên kết CC này nè, cho nó làm sao cho cái hành CH3 cho cái CL nó quay lên trên á, thì bây giờ tưởng tượng thôi nha, chỗ này thì anh không biết làm sao để nói các bạn hiểu hết. Thì các bạn có thể coi lại một số cái mô hình, nhưng mà nói chung là ở đây CH3 này nếu các bạn muốn chuyển cho cái thằng CL nằm trên kia thì các bạn sẽ thấy như thế này. Thằng CH3 này bây giờ lúc này nó sẽ nằm ở phía dưới ha. À, xin lỗi, CH3 bây giờ nó sẽ nằm ở phía dưới. Thì tất cả là trí tưởng tượng thôi, thì nếu các bạn tưởng tượng được thì tốt, mà không tưởng tượng được thì các bạn coi lại những cái bài về đồng phân quan học của anh ha. Thì nếu như mà các bạn đã viết được công thức như thế này rồi thì cái công việc còn lại là xác định coi cái công thức Newman nó như thế nào thôi. Thì mình làm cũng nhiều rồi ha, cho nên là ở đây anh sẽ làm hẳn luôn mà anh không hướng dẫn nữa. Thì các bạn sẽ có những cái công thức như thế này. Dưới đây các bạn sẽ có CH3 bên đây, CH3 đây, H3 đây. Rồi, vậy ha. Rồi. Cũng tương tự để điều chỉnh nó. Thì bây giờ ở đây CL này nó phải nằm trên đây. Rồi carbon đằng sau phải có một cái hydro nó gắn ở dưới. Thì cũng làm tương tự thôi ha. Hydro nó bắt buộc gắn ở dưới đây thì phenin nó phải nằm trên đây. Và đây sẽ là nhóm CH3. Vậy thì khi nó tách ra mình sẽ có phenin H. Đây là hai nhóm CH3 vậy ha. Ở đây cũng chỉ có một H, cho nên là đó là lựa chọn duy nhất của nó để tách rồi. Lúc này nó sẽ tạo thành đồng phân cis. Nhưng mà nếu mà xét OZ thì nó sẽ là đồng phân O vậy ha. Rồi, này chưa chắc bền hơn đâu ha. Rồi trong trường hợp này chỉ có một CL thôi, do đó là nó không có trường hợp khác để nó tách. Đây là sản phẩm duy nhất nó có thể tạo thành, các bạn lưu ý giùm anh chỗ này. Rồi, thì tóm lại thì cái phần video sửa bài tập về cái chuyện mà áp dụng công thức Newman để xác định về cấu hình lập thể của sản phẩm của phần cộng và phần tách thì tới đây đã hết rồi. Thì hy vọng là qua hai cái video mà anh cung cấp cho các bạn thì các bạn có thể dễ dàng xác định được cho những cái bài tập về sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip sau ha.